ngay khi Quốc hội Mỹ đang họp kiểm đếm phiếu đại cử tri, thì những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã bao vây xung quanh tòa nhà Quốc hội, vượt qua các hàng rào an ninh, tràn cả vào bên trong tòa nhà Quốc hội, rồi phá cửa, chiếm phòng họp nơi diễn ra hoạt động kiểm phiếu đại cử tri bầu Tổng thống, chiếm cả vị trí chủ tọa của Phó Tổng thống Mike Pence, đột nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Pelosi và nhiều nghị sĩ khác. Những người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump có lý do cho việc biểu tình phản đối kết quả bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, với chiến thắng được xác định thuộc về ông Joe Biden. 1000% tôi ủng hộ những gì đang diễn ra. Cuộc bầu cử đã bị đánh cắp một cách tồi tệ. Tôi phải đến đây để thể hiện trách nhiệm của một người yêu nước. Cuộc chiếm đóng tòa nhà Quốc hội đã khiến cuộc họp kiểm phiếu của Quốc hội Mỹ phải tạm dừng sau khi mới diễn ra được hơn một tiếng đồng hồ. Tòa nhà Quốc hội được lệnh phong tỏa. Những người đang ở bên trong được lệnh trú ẩn. Phó Tổng thống Mike Pence, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện, người chủ trì cuộc họp kiểm phiếu cùng nhiều nghị sĩ khác đã được sơ tán tới nơi an toàn. Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, 4 người biểu tình, trong đó có một người phụ nữ tử vong do trúng đạn ngay trong tòa nhà Quốc hội. Đây là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử dân tộc chúng ta. Một cuộc tấn công chưa từng có vào nền dân chủ Mỹ. Một cuộc tấn công, theo đúng nghĩa đen, vào thành lũy cuối cùng của tự do ngay chính tại Quốc hội Mỹ. Lực lượng vệ binh quốc gia của quân đội đã được cử đến giải tán người biểu tình. Sau khi trật tự được lập lại, Quốc hội Mỹ đã họp trở lại từ khoảng 8 giờ tối sau hơn 5 tiếng gián đoạn và làm việc xuyên đêm để kiểm phiếu đại cử tri. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden nhận được hơn 270 phiếu cần thiết để trở thành vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Joseph R. Biden Jr. Ông Joe Biden đến từ bang Delaware nhận được 306 phiếu đại cử tri. Ông Donald Trump nhận được 232 phiếu. Cuối cùng, cuộc biểu tình chiếm nhà Quốc hội và cả việc các nghị sĩ Cộng hòa phản đối kết quả bỏ phiếu ở một số bang đã chỉ làm gián đoạn và kéo dài quá trình chính thức xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau khi Quốc hội công bố kết quả, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã lần đầu tiên tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1. Chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Mối quan tâm của tôi bây giờ là đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ, trật tự và liên tục. Những ô cửa chính ở nhà Quốc hội bị đập phá đã được gia cố tạm thời. Ngay ở dưới, các khán đài tiếp tục được dựng lên, chuẩn bị cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Ông Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 tới trong một buổi lễ diễn ra tại trước cửa tòa nhà Quốc hội ở phía kia, và cũng chính là nơi đã từng bị những người biểu tình chiếm đóng vào hôm ngày 6 tháng 1. An ninh trật tự đã được lập lại tại khu vực nhà Quốc hội Mỹ, nhưng nước Mỹ chưa thực sự yên bình. Và sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ chắc chắn sẽ là một thách thức mà vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ phải đối mặt. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam từ trụ sở Quốc hội Mỹ.